mọi người. Không biết là để ai xem chưa nhỉ? Ok, mọi người đã xem được livestream chưa? Nếu như mà đã xem được rồi thì cho Jenny biết để lại một comment nha. Không biết là đã xem được livestream chưa nữa. Load lại cái fanpage của Cơ Sở 8 xem nào. Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay sẽ là một buổi livestream rất là đặc biệt giữa Coin68 và Axie Infinity. Ok, để Jenny xem là đã có ai xem rồi nha. Bây giờ là đang có 38 bạn đang xem. Mình sẽ có bạn Lê Thanh. Hello bạn Lê Thanh, hello bạn Đặng Cảnh, hello bạn June. Rồi, Jenny sẽ test một chút để make sure là mọi người đã xem được rồi ha. Hello mọi người ơi, đã có ai nghe được mình nói chưa? Nếu như mà đã nghe được rồi thì comment yes nha. Hôm nay thì Jenny sẽ mời thêm một người nữa, đó chính là một gương mặt rất quen thuộc, đó là Zen. Zen đang vào phòng livestream cùng với Jenny. Không biết là các bạn đã thấy được Zen chưa nhỉ? Hình như là thấy được rồi đúng không mọi người? Hello, bạn Ngọc Vinh hỏi là hôm nay có gì hay vậy? Hôm nay là một buổi livestream rất là đặc biệt của một dự án rất rất hot tại thời điểm hiện tại, đó chính là Axie Infinity. Và hôm nay Kairos và Co68 đã mời được anh Trung là CEO của Axie đến tham gia livestream cùng với mọi người. Anh Trung đâu thì lát nữa anh Trung sẽ join. Zen với Jenny join trước. Mình đang có 107 bạn join đúng không? Để mình gọi. Hello. Hello mọi người ơi, mọi người join thì là có thể giúp Jenny một việc được không? Đó là chúng ta hãy like và share cái livestream này. Ok, bây giờ Jenny sẽ lên điện thoại của mình và share luôn nha. Zen cũng share livestream này trên trang cá nhân của mình ha. Rồi, Ok. Jenny vào mọi người làm cùng với Jenny nha. Đó là chúng ta sẽ vào coi số 8 fanpage nè và chúng ta share livestream. Bạn nào like và share xong rồi thì comment chấm giúp Jenny một cái. Bạn nào đã share rồi thì comment chấm giúp Jenny một cái nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành một buổi tối của ngày thứ tư hôm nay để xem livestream cùng với tụi mình. Ok, mình sẽ share livestream nha. Dạo này tình hình dịch mọi người có ổn không ta? Mình đang ở Sài Gòn và như mọi người thấy thì mọi khi background của mình sẽ là ở văn phòng. Nhưng mà hôm nay thì Jenny đang ở nhà, nhà nhưng mà vẫn ở Sài Gòn. Ok, mình share rồi nhé. Anh Tùng không live chung hả? Anh Tùng 68 Trading đúng không? Anh Tùng bếp trưởng bên 68 Trading. Cho nên sẽ mời anh Tùng vào một buổi khác bởi vì ngày hôm nay thì topic nó là về Axie Infinity. Còn khi nào mà topic nó về trading, về nhận định thị trường thì cho nên sẽ mời anh Tùng nha. Trading đúng không? Anh Tùng bếp Ok, chắc là 3 phút nữa mình sẽ mời anh Trung, CEO của Axie Infinity vào. Thì trước khi vào thì mình giới thiệu sơ qua một chút là cái lý do chúng ta có cái buổi livestream ngày hôm nay. Đó là mọi người gần đây thấy là Axie Infinity là lúc nào cũng dẫn trên bảng đầu của Binance đúng không ạ? Lúc nào cũng là top, gọi là tăng trưởng của Binance hàng ngày luôn. Và Axie Infinity gọi là giống như là một cái con thuyền mà không thể nào mà ngừng được. Axie chỉ có tăng mỗi ngày thôi, và cái câu chuyện nó tăng giá như thế không chỉ có cái việc là ok giá nó tăng trên Binance và đó là cái điều mọi người thấy, mà là cái việc Axie nó đến đạt đến cái thành công ngày hôm nay trong khi cả thị trường đều downtrend và Axie đã tăng trưởng rất là mạnh, là bởi vì cả team Axie đã làm việc đã 3 năm rồi và đến bây giờ thì Axie đã grow một khối lượng user cũng như là về 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 doanh thu của game rất là tốt, và bây giờ thì là cái thời điểm chín muồi để Axie có thể là đến với chúng ta, gọi là đưa ra cho chúng ta tình ra chúng ta thấy là ok Axie đã đạt được những thành tựu như thế này, và nó cái giá của mọi người thấy nó chỉ là ok một trong những nhân tố mà mọi người
nhìn thấy được cái sự thành công của Axie. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có cơ hội gặp anh Trung thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn là cái điều gì mà sẽ đã giúp cho Axie thành công đến như ngày hôm nay, và team Axie có những cái điều thú vị như thế nào. Và đặc biệt là có một cái là mọi người thấy là Axie là một dự án game hàng đầu trong mảng blockchain game đúng không, và nó là được làm bởi một team Việt Nam, thì nó cũng phần nào thay đổi mọi người cái nhìn về 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 cái khả năng phát triển blockchain của các developer Việt Nam. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tương tác với anh Trung để chúng ta hiểu rõ hơn về team Axie nha. Ok, rồi đang có 232 bạn đang xem. Cảm ơn 232 bạn này. Mọi người đừng quên đó là hãy cho ủng hộ con 68 một like và một share livestream để nhiều người xem livestream ngày hôm nay hơn nha. Có bạn nào đang ôm Axie không ạ? Ok, mình thấy có rất nhiều bạn comment là đang long ASS đây này. Rồi, và không để các bạn đợi lâu hơn nữa. Bây giờ mình sẽ mời anh Trung vào ngay nha. Lâu với không sót nha. Ok, các bạn comment say hi hoặc là hello để chào mừng anh Trung đến với livestream của tụi mình ngày hôm nay nha mọi người. Cảm ơn các bạn, có rất là nhiều bạn để support ủng hộ tụi mình bằng cách đó là comment tag tên một người bạn vào livestream. Mình rất là cảm ơn các bạn. Khi mà mình tag tên như vậy thì sẽ có nhiều bạn vào xem livestream hơn. Ok, để mình nhờ anh Trung vào nha. Mọi người chuẩn bị giúp mình ha, mọi người chuẩn bị giúp mình một số câu hỏi mà mình thắc mắc về dự án Axie Infinity thì mình sẽ có cơ hội hỏi trực tiếp anh CEO của Axie ở đây luôn. Ok, mọi người say hi để welcome anh Trung vào join livestream cùng với tụi mình nhé. Ok, mọi người dạo này mọi người hỏi dạo này Sài Gòn như thế nào thì như mọi người cũng đã biết là dạo này Sài Gòn đang trong quá trình giãn cách và cách ly xã hội, giãn cách xã hội cho nên là mọi người không có thể được ra ngoài đường. Mọi người thấy là hôm nay mình với Giang cũng đang ở nhà không thể lên văn phòng được. Không biết là những bạn ở tỉnh khác như thế nào nhưng mà Sài Gòn hiện tại đang rất cần tình yêu thương của tất cả mọi người ha. Anh Trung đã vào rồi, mọi người đã nhìn thấy anh Trung chưa? Hello, mọi người đã nhìn thấy anh Trung chưa? Nếu như mà thấy anh Trung rồi thì chúng ta comment yes hoặc là thả tim vào livestream giúp Jenny nha. Mọi người thấy anh Trung chưa? Chưa thấy bạn nào yes hết ta? Anh Trung ơi, anh Trung đã nghe được tín hiệu từ em với Jay nói chưa ạ? Mình có nghe được rồi. Ok. Rồi. Ok, mọi người đã nhìn thấy anh Trung rồi. Vậy thì sẽ bắt đầu livestream ngày hôm nay luôn ha, để mọi người đợi, không để mọi người đợi lâu hơn nữa. Đầu tiên thì Jenny muốn gửi lời cảm ơn đại diện con số 8 và Kairos, gửi lời cảm ơn đến anh Trung, bởi vì anh đã sau rất là nhiều những tháng ngày mới mời được anh Trung, rất là khó khăn mới mời được anh Trung đồng ý tham gia buổi livestream ngày hôm nay, thì em xin cảm ơn anh Trung đã đồng ý tham gia và tham gia livestream cùng với các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay thì tụi mình sẽ nói về giải mã Axie Infinity, cơn sốt mới của làng blockchain game. Thì tụi mình sẽ nói về những vấn đề chính như sau, đó là về game Axie, một game rất là hot trong thời điểm hiện tại. Ý thứ hai, tụi mình sẽ nói về NFT game ha. Ok, và về thứ ba thì bất kỳ bạn nào muốn, kiểu như là bạn có thắc mắc khi mà bạn chơi game Axie, bạn có bất kỳ câu hỏi hay là muốn chia sẻ gì thì các bạn comment ở trên phần livestream, bình luận trên livestream. Tụi mình sẽ collect câu hỏi của các bạn và hỏi trực tiếp CEO của Axie ngày hôm nay. Ok, anh Trung ơi, anh có thể giới thiệu một chút về bản thân của anh cho tất cả mọi người đang xem livestream cùng biết được không ạ? Xin chào mọi người, mình tên là Trung, mình hiện giờ đang là CEO của Axie Infinity. Trước đấy thì mình có background về engineering, software engineer. Thời điểm ban đầu khi mà bắt đầu Axie Infinity ấy, thì mình có hai thành viên. Thì sau này đến lúc mà thành lập Sky Mavis, công ty đứng đằng sau Axie Infinity với nhiều dự định hơn, thì bọn mình có 5 co-founder. Bọn mình đi được cái quãng đường từ đó đến bây giờ cũng được 3 năm, hơn 3 năm rồi. Cho những bạn nào chưa biết thì có rất nhiều bạn nghĩ là tại dạo gần đây thì Axie mới nổi cho nên là Axie mới được kiểu như là mới được thành lập gần đây, thì thực ra là không phải. Như là anh Trung đã chia sẻ là đội ngũ team đã xây dựng Axie từ rất là lâu rồi, tức là từ năm 2018 đến nay đã được 3 năm.
cho những bạn nào chưa biết thông tin thì Jenny sẽ nói thêm cho các bạn ha. Anh Trung, anh có thể chia sẻ thêm về 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 tức là trước trước khi anh làm Axi á, thì anh làm ở những cái công ty nào và cái lý do vì sao mà anh quyết định là ok mình sẽ quit ở những cái công ty đó và mình bắt đầu cái dự định của mình tại Axi. Trước đây thì mình cũng có một vài cái kinh nghiệm làm startup. Mình từng là mình là co-founder của Logi, CTO cũng từng là CTO của Logi luôn. Sau đấy thì mình có làm ở một công ty khác tên là Anduin Transactions trước khi mà bắt đầu Axie. Thì cũng chia sẻ một câu chuyện, đấy là trước đây thì mình ghét blockchain. Tại vì dưới góc nhìn của một người software engineer hồi đấy thì thế giới blockchain chủ yếu là xoay quanh ICO và giá Bitcoin. Mình nhớ hồi đấy giá Bitcoin đâu đó khoảng tầm 2.000. Thì mình lúc đó mình không có thấy được cái giá trị nào thực sự được tạo ra từ từ công nghệ blockchain. Và mọi người thì nhà 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 đổ đi làm ICO. Và mình không có thích cái đó lắm. Nhưng mà về sau này khi mà thấy được cái có một cái góc nhìn mà khách quan hơn về blockchain, thấy có thể sử dụng cái công nghệ trong nhiều cái ứng dụng thực sự là hữu ích và đem lại cái niềm vui cho mọi người, ví dụ như games chẳng hạn, thì lúc đấy mình quyết định là quit công ty tại thời điểm đó và tập trung toàn thời gian vào Axie. Vậy cho em hỏi là tại sao rất là nhiều lĩnh vực nhưng mà anh lại chọn game? Có phải là anh đã từng là game thủ hay là anh có sở thích đặc biệt với game không? Mình chơi rất là nhiều game, cũng có thể nói mình là một game thủ. Cũng chia sẻ luôn, mình và đội ngũ sáng lập của Axie thì đều muốn làm game từ từ rất là lâu rồi, từ hồi còn còn bé, từ hồi còn trẻ con cơ. Nhưng mà thực sự từ góc nhìn của mình á, nhìn vào thì để làm game cần có rất nhiều tích lũy. Những game studio lớn á, họ đã tích lũy được cực kỳ nhiều, kể cả về kiến thức, kinh nghiệm, con người, kể cả về code base. Họ đã có rất là nhiều thứ. Đối với một người mới á, bước chân vào ngành game để mà làm ra được game á, thì đấy không phải là một chuyện đơn giản. Và rất khó để có được lợi thế cạnh tranh. Nên là mặc dù rất là thích, nhưng trong quá khứ thì mình không có dự định là sẽ làm game. Có điều là mình có một chút xíu lợi thế về mặt công nghệ, nên là thấy khi mà mình có thể áp dụng công nghệ vào á, thì ít nhất là cái con đường nó sáng hơn một chút xíu. Lúc đấy thì mình thấy blockchain thực sự còn rất là xa lạ đối với tất cả mọi người, và game giống như câu chuyện đã từng xảy ra rất là nhiều lần trong trong lịch sử. Mỗi khi mà có sự xuất hiện của một cái công nghệ mới, game bao giờ cũng đi mở đường. Chúng ta đã từng thấy điện thoại với touch screen, thì lúc đấy chúng ta có Angry Birds, thậm chí như là Facebook. Hồi đó mình vẫn nhớ là mình bắt đầu sử dụng Facebook là để chơi game với bạn bè. Hồi đó có cái game là Friend for Sale, buôn bán bạn bè qua lại chơi. Nó chỉ là tech based thôi nhưng mà rất là vui. Rồi thì xa xôi hơn nữa, cái thời mà Windows mới ra đời, thì một trong những cái mà khiến cho Windows thân thiện hơn đối với mọi người, thì chắc chúng ta ai cũng nhớ được Minesweeper, rồi thì Solitaire, MS-DOS, hồi đấy cũng có rất là nhiều game hay, Prince of Persia, rồi thì có Minesweeper, có Bomberman, rồi thì chưa kể nói đến điện tử 4 nút hay là OK, nó dạy cho mọi người cái khái niệm về handheld device. Thì tất cả những thứ đấy thì mình thấy game bây giờ cũng là cầu nối để đưa công nghệ đến gần hơn với mọi người. Nên là lúc đấy cũng quyết định là mình phải tạo ra một cái gì đấy với blockchain, nhưng mà để mà nó dễ đến tay mọi người nhất thì games có vẻ là một cái rất là tiềm năng. Tổng hòa tất cả những cái lý do đấy thì cuối cùng mình thực ra cũng hồi đấy thì cái quyết định mà quit job tại thời điểm đó cũng không phải là đơn giản. À, thôi quyết định nhắm mắt, thay vì là mình đứng ở ngoài cái space và nhìn vào bên trong, coi như là hết giờ đi làm về làm side project thử xem là nó như thế nào, thì thôi quyết định là dấn thân vào luôn để làm full time, xem có thực sự có cái gì đang xảy ra ở trong cái blockchain space. Thì lúc đó mình quyết định là quit job và tập trung toàn thời gian vào Axie.
Ok, rất là thú vị. Em hồi trước em có đọc một cái bài, tại vì thực ra thì cũng tìm hiểu Axie lâu rồi, nhưng mà để mà đọc cái bài về về background của team, về câu chuyện của team á, thì lúc chị em có đọc một bài thì em có nhìn những cái hình ảnh của team ngày lúc mà anh bắt đầu từ 2018 là ở một cái văn phòng rất là nhỏ, và nhìn vào cái về cái hành trình 3 năm mà Axie đã đi như vậy thì em cảm thấy là rất rất là khâm phục, và cảm thấy rất là khâm phục cái độ kiên mức độ kiên nhẫn của team mình, vì build từ cái lúc mà thị trường downtrend 2018 và đến bây giờ thì nó là một cái hành trình rất là khó khăn. Và bản thân em là một người đi với thị trường crypto từ 2017, và em cảm nhận được cái sự chán nản và khó khăn của 2018 2019. Thì đối với nhiều bạn ở đây thì các bạn chỉ biết Axie, ok, các biết Axie ở cái vai trò là một cái game và nó có blockchain, nhưng mà mọi người sẽ không có hiểu cái rõ cái khái niệm là ok, game game blockchain là gì, và nó khác cái game truyền thống như thế nào, nó khác ở những cái phần nào, và có phải game nào cũng cần blockchain hay không. Thì anh có thể giải thích cái phân tích cái ý nghĩa của blockchain game ở đây không, cho các bạn có thể hiểu rõ hơn. Trước khi mà đến với cái định nghĩa blockchain games thì quay ngược thời gian một chút xíu, lúc đấy cũng là năm 2018, giờ giá Ether là 80 đô, lúc đấy bọn mình vẫn đóng cửa xây dựng sản phẩm. Nói chung đến bây giờ cũng đi được một quãng đường kha khá rồi. Còn về blockchain games, bọn mình thường dùng hai cái từ khác nhau, một cái là game truyền thống để biểu thị cho những cái game hiện tại mà mình đang có trên thị trường, và phần nhiều sẽ là mobile games, game trên điện thoại. Và cái thứ hai là blockchain game. Thì cái sự khác nhau ở đây là gì? Game truyền thống á, thì thường là mối quan hệ giữa nhà phát hành game và người chơi game. Tức là sao? Tức là người chơi game sẽ mua đồ đạc vật phẩm ở trong game từ nhà phát hành. Và đấy cũng là cái business model chính của game truyền thống hiện tại. Tất nhiên cái mô hình đó là cái tất nhiên có một vài mô hình khác, có subscription chẳng hạn, có paid game. Nhưng mà mình tạm dùng cái mô hình của free to play để mà giải thích, tại vì có vẻ nó là phổ biến nhất và nó cũng quen thuộc nhất đối với mọi người. Cái thứ hai nữa là blockchain game, thì ở đây blockchain game á, thì là những game mà có nền kinh tế thực. Tức là sao? Tức là người chơi thực sự sở hữu đồ đạc vật phẩm ở trong game, và họ được quyền trao đổi, mua đi bán lại giữa những người chơi với nhau. Thì lúc này nhà phát hành game, nhà phát triển game á, cái business model của họ sẽ đến từ việc lấy commission fee từ những cái giao dịch mua bán đấy. Tất nhiên là vẫn có những cái đồ đạc vật phẩm được bán từ nhà phát hành cho đến tay người chơi, nhưng mà đến khi mà số lượng người chơi đủ lớn để tạo thành một cái marketplace thì hầu hết những cái giao dịch ở trên cái marketplace nó sẽ trở thành cái nguồn thu chính cho nhà phát hành game. Thì mình giải thích blockchain game bằng cách là ta so sánh một chút xíu giữa game truyền thống và blockchain game như vậy. Ok, thì nó sẽ theo em hiểu thì nó sẽ liên quan tới cái phần ownership của người chơi đúng không anh? Tức là ví dụ như ngày xưa mình chơi mấy game kia thì mình mua mấy vật phẩm đó, nhưng mà nếu mà game nó kiểu làm ăn nó không được tốt và nó đóng cửa thì những cái vật phẩm mình mua đã tốn rất là nhiều tiền thì nó cũng sẽ đi theo cái công ty đó luôn. Nhưng mà ở đây khi mà mình sở hữu NFT rồi và bản thân nó cái cộng đồng người dùng họ tạo một cái thị trường đủ lớn á, thì cái giá trị của những cái NFT mình mua nó rất là cao và có độ thanh khoản rất là tốt. Đồng thời là mình thật sự là người sở hữu cái NFT đấy chứ không phải là cái đơn vị phát hành đúng không anh? Có thể nói là như vậy, nhưng mà cũng cũng có một cái mà mọi người có thể nhận thấy luôn là nếu nhà phát hành là cái đơn vị duy nhất tạo ra giá trị, tức là ở đây là coi như tạo ra cái game đầu tiên cho NFT, cho những cái đồ đạc vật phẩm đấy, thì nếu mà họ đóng cửa thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cái giá trị. Tại vì lúc đấy cái utility, cái use case duy nhất của cái đồ đạc vật phẩm đã biến mất. Thì chắc là chúng ta sẽ đến với cái đấy sau, đi sâu vào cái đấy thì cần cần khá khá nhiều giải thích. Nhưng mà ngoài ra có một vài cái nữa mà mình có thể lấy làm ví dụ. Ngày xưa nếu mà ai chơi game ở Việt Nam á thì chắc là biết đến nhẫn vô danh ở trong Võ Lâm. Hồi đầu á có một cái cặp nhẫn vô danh đầu tiên á, thì cặp nhẫn vô danh đấy chắc là vô giá, rất là đắt, nếu mà có bán thì chắc là rất là đắt. Mà sau đấy thì thấy được lợi ích của cái cặp nhẫn vô danh đấy, thì ngay lập tức trên thị trường xuất hiện rất nhiều cặp nhẫn vô danh khác.
thì nó phá đi cái giá trị của cái cặp nhận vô danh ban đầu. Thì cái đấy cũng là một trong những ví dụ về việc là game truyền thống khi mà thiếu đi cái tính tính minh bạch, khi mà thiếu đi cái tính gọi là không thể thay đổi của blockchain, thì nó có thể gây ra ảnh hưởng xấu như thế nào đối với thị trường và với game. Thì blockchain games ngoài cái việc là liên quan đến đến sự sở hữu của người chơi đối với sản phẩm, thì đồng thời cũng có một vài cái lợi ích khác như vậy, đảm bảo được cái luật, đảm bảo được cái tính hiếm của đồ đạc vật phẩm. Ok, em hiểu. Vậy thì cho em hỏi là khi mà đã đụng đến, giống như là đụng đến một thứ gì đó liên quan đến crypto rồi á, thì tất cả mọi người đều sẽ rất là quan tâm đến cái phần gọi là kiếm tiền, phần profit, lợi nhuận khi mà mình chơi game. Thì cho em hỏi là có một cái thuật ngữ mà người ta hay nói đến dạo gần đây, tức là play to earn. Thì theo anh có thể giải thích cho các bạn chưa từng nghe qua play to earn là gì, và anh có thể nói cho mọi người biết là có những cái cách nào mình có thể kiếm được lợi nhuận khi mà mình chơi game không ạ? Play to earn thì nếu mọi người nghe thuật ngữ thì chắc là cũng đoán ra được phần nào cái ý nghĩa của nó. Tức là khi chơi game thì mình sẽ nhận được phần thưởng ở trong game. Thì trong quá trình mọi người chơi cái blockchain game, ví dụ như là Axie, thì mọi người có thể nhận được phần thưởng trong cái quá trình mà chơi. Theo như mình nhớ thì Axie là game đầu tiên khai sinh ra khái niệm play to earn. Còn nếu mà để bớt tranh cãi thì coi như là một trong những cái game đầu tiên khai sinh ra cái khái niệm đó. Thì thực ra toàn bộ cái ecosystem, toàn bộ cái dòng kịch bản lúc mà mọi người chơi game đó, nó sẽ phức tạp hơn play to earn. Tại vì play to earn thì chỉ nói lên cái phần thưởng lúc mà mình chơi game thôi. Sẽ còn có sự tham gia của khá khá những thứ khác. Dạ yeah, vậy cho em hỏi là này, ví dụ như ngoài những cái game truyền thống ha, ngoài những cái game crypto như là Axie, thì anh có quan tâm đến những cái game nào khác nữa không? Trong NFT game thì anh có quan tâm đến những con nào khác nữa không? Anh đã NFT game, nhờ game truyền thống thì mình cũng 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 chơi rất là nhiều game. NFT games, tức là trước đấy thì mình giải thích một chút xíu NFT là gì. Nhìn từ góc độ của một người làm kỹ thuật như mình thì NFT là một cách thức để biểu diễn dữ liệu. Tại vì như mình đã biết về Bitcoin, Bitcoin là token, thì một đơn vị Bitcoin này cũng giống như là một đơn vị Bitcoin khác, nó đồng nhất. Còn NFT á, cũng là token, nhưng mà mỗi cái đơn vị của token á, lại khác biệt, lại khác hẳn nhau. Giống như là khi mà mình thấy hai con người chẳng hạn, mặc dù cùng là người đúng không, nhưng rõ ràng mỗi người lại có những cái đặc điểm riêng biệt khác hẳn nhau, không ai có thể đánh đồng với ai được. Thì gọi tắt là non fungible token là NFT. Còn quay lại cái việc là mình có quan tâm đến NFT games nào không, mình có biết một vài NFT game trên thị trường. Thực ra thì tại cái thời điểm ban đầu cái thị trường NFT game khá là nhỏ, mọi người cũng biết nhau, thì mình có quen team Sandbox. Chắc là chơi thân với cái team Sandbox nhé. Ok, em có giờ đây thì không Axie không chỉ nổi trong 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 giới blockchain mà trên phương tiện truyền thông cũng như là các cái kênh như là TikTok này kia thì em cũng xem, em bắt gặp Axie rất là nhiều. Thì có một cái câu chuyện là Axie gần đây mấy tháng gần đây thì Axie rất là thành công ở thị trường Philippines, và Axie đã giúp rất là nhiều người dân ở Philippines trong trong thời gian mà họ bị dịch bệnh, thì họ không có việc làm, thì họ đã chơi game, họ đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc đó. Và chính cái việc đó nó giúp cho Axie trở nên rất là phổ biến ở Philippines. Thì anh có thể chia sẻ thêm về cái câu chuyện thành công của Axie tại Philippines được không ạ? Với lại là nếu như mà có thị trường nào khác thì ok, anh cứ chia sẻ thêm với cho mọi người để mọi người hiểu hơn là lý do vì sao Axie đã thành công, rất thành công trong dạo gần đây. Cái này chắc để giải thích hết thì sẽ là một câu chuyện dài, nhưng mà mình sẽ tóm lược một vài ý chính. Nói chung để chuẩn bị cho cái việc tăng trưởng lớn thì chắc là trước đấy bọn mình đã phải bỏ rất là nhiều công sức để mà xây dựng cộng đồng.
cộng đồng UX, rồi thì chuẩn bị những thứ liên quan đến gameplay, liên quan đến nền kinh tế ở trong game, thì cái quá trình chuẩn bị nó sẽ dài hơi hơn. Thực ra là cũng không có ai dự đoán được cái việc của nó sẽ tăng trưởng nhanh như thế. Mình chỉ có thể làm được cái gì tốt nhất mà mình có thể thôi. Thị trường Philippines thì khá là tình cờ, là lúc đầu thì cũng chỉ xuất phát từ một vài người người chơi game thôi. Về sau này thì mọi người cứ truyền miệng cho nhau, rồi cùng với sự xuất hiện của những cái mô hình kinh doanh mà xây dựng ở trên Axie Infinity, và những mô hình kinh doanh như vậy á, thì bắt đầu đầu tiên ở Philippines, nên là cái cộng đồng của Philippines thì bắt đầu phát triển trước và phát triển nhanh hơn ở những nơi khác. Có một cái nữa là ở Philippines, khi mà lockdown xảy ra, khi mà Covid bùng nổ lên, thì mọi người cũng không có ra ngoài được nhiều, mọi người ở trong nhà và cũng có nhu cầu là tìm một cái gì đó để chơi. Thì lúc đấy khi mọi người tìm thấy Axie rồi á, và chơi Axie lại có thể có phần thưởng, giúp đỡ cho cái cuộc sống, thì cứ người này rồi lan truyền người kia, từ đó gây nên cái sự phát triển rất là lớn của Axie ở Philippines. Và sau đấy thì nhiều nơi trên thế giới cũng cũng đi theo cái phong trào chung như vậy, mọi người cũng truyền miệng với nhau và dẫn đến cái sự bùng nổ. Hiện tại thì Philippines có phải là thị trường lớn nhất của Axie không anh? Với lại là so sánh với châu Á với lại mấy nước phương Tây ấy, thì ở đâu chơi Axie nhiều hơn? Về số lượng người chơi thì Philippines là nơi mà có số lượng người chơi lớn nhất. Còn tất nhiên tùy vào cái tiêu chí về cái mức độ chi tiêu chẳng hạn, thì thị trường như Philippines sẽ không phải là lớn nhất. Hiện giờ thì bọn mình đang coi như là ba thị trường chính. Một là ở Bắc Mỹ, hai là châu Âu. Châu Âu thì không thực sự là tập trung ở một nơi nào, đại khái khá là rải rác ở châu Âu, thì bọn mình gộp chung là thị trường châu Âu. Và thị trường thứ ba là ở Đông Nam Á, trong đấy có một vài nước ví dụ như là Philippines, Indonesia, và gần đây thì Việt Nam cũng khá là phát triển. Em có quan sát rất là nhiều cái blockchain game khác á, và cũng có nói chuyện một vài team cũng kiểu từ move từ phát triển game truyền thống vào blockchain game. Thì có một cái là một cái vấn đề mà khi mọi người phát triển game trên trên blockchain á, thì nó hay gặp vấn đề về tốc độ của ví dụ như là base trên 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 Ethereum thì sẽ gặp tốc độ về gas của Ethereum cũng cao. Và tốc độ Ethereum thì chắc chắn nó sẽ không nhanh bằng một số cái chain khác. Thì em có biết rằng là Axie thì mình có phát triển một cái side chain đó là Ronin, thì em cũng có thử cái side chain của mình rồi, thì rõ ràng là tốc độ của nó phải nhanh hơn Ethereum rất là nhiều. Thì anh có thể chia sẻ thêm về cái góc độ này được không? Và hình như là Ronin chỉ mới gần đây anh mới phát triển đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng một chút xíu, và mình phát hành Ronin. Tức là khi mà mình phát triển Ronin á, thì nó mới kiểu có thể scale nhanh đến cũng 2 tháng cũng là cái khoảng thời gian mà Axie scale rất là nhanh. Thì Đúng có phải rồi. là nhờ Ronin thì mình mới 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 phát triển lẹ đến vậy không, và cái volume cũng rất là cao. Giờ thì mình nghĩ Ronin là một trong những cái sự chuẩn bị như mình nói rồi đấy, là một trong những cái sự chuẩn bị. Tất nhiên không ai biết, mình cũng không biết là tất cả những cái sự chuẩn bị này nó sẽ dẫn đến sự phát triển. Nhưng bây giờ khi mà mình nhìn lại, khi mà tất cả mọi người nhìn lại, thì sẽ thấy Ronin đóng một vai trò quan trọng trong cái growth gần đây của Axie Infinity. Tại vì chỉ khi nào mà mình tháo gỡ cái khúc mắc, tháo gỡ cái sự khó khăn của mọi người ấy, trong quá trình chơi game. Trước đây thì nếu mà chơi game ở trên Ethereum thì để gửi một transaction tốn rất là nhiều chi phí. Mọi người gần như là khó mà làm được cái gì ở trên Ethereum khi mà cái giá gas lên cao, thì kìm hãm lại sự thì cái việc đó kìm hãm lại sự phát triển. Đến lúc có Ronin thì mọi thứ thay đổi khá nhiều, thay đổi khá là nhanh. Mình vẫn nhớ là cái lần lần trước khi mà nói chuyện với cả Coin68, lúc đó vẫn còn đang nói chuyện về việc là trong thời gian tới sẽ có một blockchain như là Ronin, thì bây giờ đã xong được 2 tháng hơn rồi. Tốc độ rất là nhanh. Em thấy là hình như là
Axie là dành khoảng 2 năm thì mới có thể có gọi là cái doanh thu của Vodafone là 10 triệu đô. Và gần đây thì cái con số 10 triệu đô đó chỉ cần khoảng 2 ngày hoặc là 3 ngày là có thể đạt được rồi. Thì cái tốc độ nó cực kỳ nhanh luôn, và mọi người có thể thấy ra cái sự thành công đó thông qua cái biểu đồ giá của Axie và cái token Smooth Love Potion, đúng không? Thì anh có sợ rằng là Axie kiểu nó sẽ bị lọt vào một cái vòng kiểu như là bị đi nhanh quá, xong rồi đến một lúc mà thị trường nó sẽ kiểu ai cũng biết là nếu như mà là một dự án crypto thì khó có thể tránh khỏi một cái lượng nhà đầu tư họ đầu cơ. Thì nếu như mà Axie nó grow mạnh, nó grow nhanh trong thời gian ngắn như thế, như vậy thì có nguy cơ gì kiểu dễ bị đâm, hay là kiểu những cái yếu tố khác ở ngoài thị trường đó, nó ảnh hưởng và nó không đi từ cái game của mình mà nó từ những yếu tố thị trường khác như là về đầu cơ này kia, nó ảnh hưởng tiêu cực đến Axie không anh? Giờ nếu bảo là mình không lo lắng thì chắc là rất là không đúng. Mình có lo lắng một chút xíu. Thì giờ để cái sự phát triển nó bền vững nhá, thì thường trước đây bọn mình phải làm dần dần từng bước một, đi từng bước làm sao cho mỗi khi mà mình grow lên thì cái phần nền ở bên dưới của mình nó vững. Thời gian gần đây thì grow quá nhanh, thậm chí là kể cả những thứ liên quan đến infrastructure, server, cái thứ bọn mình cũng bị quá tải liên tục. Thì rõ ràng cái sự grow nhanh như thế tạo áp lực rất là lớn lên lên team, lên hạ tầng, và có thể là ảnh hưởng lên cả cái nền kinh tế của game luôn. Thì bọn mình cũng phải suy nghĩ làm sao để giữ một cái nền kinh tế nó khỏe mạnh, thì đấy sẽ là cái mục tiêu. Còn chi tiết như thế nào thì chắc là sẽ phải thì chắc mọi người sẽ biết trong 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 thời gian tới. Mà tất nhiên bọn mình dưới vai trò là một cái bên bên phát triển và vận hành dự án, ít nhất là trong cái giai đoạn đầu thì bọn mình cũng không thể nào mà kiểu can thiệp quá nhiều được. Bọn mình chỉ có những cái cải thiện làm sao để mọi thứ nó tốt lên thôi. Chị em hỏi một xíu, ngoài về việc tăng trưởng rất là khổng lồ như thế, kể về market cap thì Axie hiện tại cũng hơn 1,2 tỷ đô rồi. Ngoài những cái yếu tố về product, về sản phẩm, về market cap, thì cho em hỏi một xíu ở tình hình nội bộ trong team mình á, tức là về nhân sự, rồi về team, tất cả mọi thứ thì có thay đổi gì khi mà mình nhận thấy một đợt tăng trưởng khủng khiếp như vậy vừa rồi không ạ? Thực ra thì bọn mình cũng dự tính trước cho cái sự tăng trưởng về team. Tại vì sao? Tại vì cách đây nhà cũng hơn 2 tháng, thì nếu mà mọi người có để ý tin tức thì mọi người có thấy là Axie công bố ra một cái vòng đầu tư. Thì cái quá trình mà bọn mình kêu gọi đầu tư, cái quá trình mà bọn mình lập kế hoạch cho những cái gì xảy ra sau đấy, thì đã bao gồm luôn cả cái việc là tăng trưởng về 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 team, làm thế nào để mà có thêm nhiều người giỏi hơn nữa cùng join team để mà xây dựng Axie cho cái bước đi kế tiếp. Thì cái đó thậm chí là còn không liên quan gì đến cái tăng trưởng trong cái thời gian gần đây. Nhưng mà khi mà có cái sự tăng trưởng rồi thì chắc chắn là mình sẽ có nhiều tài nguyên hơn để có thể là về để đầu tư cho thêm vào team, có thể là đầu tư thêm vào cái ecosystem làm sao để mà giữ được những cái giá trị tăng thêm hơn nữa. Vậy thì dành cho những bạn đang xem, nếu như mà các bạn có quan tâm đến những cái vị trí ứng tuyển thì mình có open ở trên website của Sky Mavis đúng không anh? Đúng đúng, Dạ, mọi người ok. vào skymavis.com thì trên đó sẽ có những vị trí của mình đang tuyển dụng. Ok, cho các bạn đang xem ha, hiện tại thì đang có 731 bạn đang xem livestream, khá là đông. Những bạn nào mà có quan tâm đến lĩnh vực gaming cũng như là về crypto và blockchain thì mọi người hãy vào website skymavis.com để apply ứng tuyển ha. Mình đi back lại về cái basic một chút ha. Thì
sẽ em nghĩ là 700 bạn xem livestream thì chắc là cũng có một phần các bạn sẽ kiểu hơi confused giữa hai cái token hiện tại của mình, đó là Axie và SLP. Thì em được hiểu thì đa phần các hoạt động earn trên trên trong trong Axie á là earn SLP, còn 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 cái token ICS á, của mình thì là staking nè, rồi hoặc là một số cái hoạt động như là tương tác với LAN này kia. Thì anh có thể chia sẻ là lý do vì sao chúng mình tồn tại một cái tokenomics mà tồn tại hai cái đồng tiền như vậy cùng một lúc, và vai trò của từng đồng tiền đó là như thế nào, và cái nào thì nó sẽ là mang tác dụng là earn nhiều hơn và cái nào sẽ là governance nhiều hơn. Governance tất nhiên là AXS mà mình thường hay gọi là Access, Access và SLP. Thì governance tất nhiên là Access. Access là coi như là xăng để mà chạy toàn bộ cái bộ máy của Axie. Access thì ra đời sau. Lúc trước á, khi bọn mình khai sinh ra SLP thì về cơ bản cái mục đích của SLP là để dùng cho game, dùng cho cái gameplay. Khi mà mọi người chơi, mọi người muốn phối Axie để Axie mới thì bắt buộc là phải dùng SLP. Về sau này thì có cần phải dùng thêm Access nữa. Nhưng mà SLP thì cái mục đích của nó là như vậy, sẽ mãi mãi luôn là dành cho game. Sau này game tùy thuộc vào cái gameplay thì còn có thể là có thêm nhiều loại token nữa. Thực ra mọi người khi mà chơi game á, cái việc mà nhận được một vài cái phần thưởng sau khi hoàn thành một màn chơi nó đã là một cái rất là quen thuộc rồi. Thì mọi người có thể coi SLP như là một cái phần thưởng như vậy sau khi mà hoàn thành mỗi màn chơi. Thì tất nhiên team quyết định là tokenize một cái phần thưởng như là SLP thì lúc đầu là để giúp ích cho mọi người, có người kiểu như là nhưng mà không có thời gian chơi chẳng hạn nhưng mà vẫn muốn có thể là để Axie mới theo nhu cầu thì có thể mua từ người chơi khác. Còn thì để phục vụ cho mục đích như vậy. Còn Access thì nó là một cái lớn hơn, dài hơi hơn, và lúc này nó là cái nó vừa là cái utility token cho toàn bộ cái ecosystem của Access, nó vừa là cái có thể coi như là creator token để phục vụ cho việc grow lên cái ecosystem mọi người khi mà tạo thêm những cái giá trị, tạo thêm những cái mini game, tạo thêm những cái nội dung video, bài viết và hướng dẫn thì có thể nhận được phần thưởng là access. Trong mình chơi game thì cũng nhận được, thì mọi người có thể stake access để mà nhận thưởng được nhiều hơn nữa. Thì mình nghĩ là nếu mà giải thích đến tận cùng thì hai token có tất nhiên là có một vài cái điểm chung, đấy là đều có thể nhận được như là phần thưởng trong quá trình chơi game, nhưng mà đặc điểm đặc tính của nó, mục đích sử dụng thì cũng rất là khác nhau. Như vậy thì nếu như mà game của mình có doanh thu á, thì nó sẽ mình có buyback hay là mình có kiểu spend cái lượng tiền đó để mua là access hay là SOP để phát triển hệ sinh thái không ạ? Tức là nó có liên quan gì? Trong cái life cycle của Access á, khi mà có revenue trong cái ecosystem của Axie, khi mà bọn mình activate cái staking dashboard á, thì tất cả những cái revenue dưới dạng Access sẽ được chuyển vào trong một cái gọi là treasury, một cái quỹ dự trữ, và mọi người khi mà stake Access thì sẽ nhận được phần thưởng lấy ra từ cái quỹ dự trữ đấy, cộng với cả một phần được dự trữ sẵn ban đầu cho những năm đầu để mà tăng cái sự khuyến khích cho mọi người khi mà tách access. Vậy thì bây giờ em đang thấy có rất là nhiều bạn đang xem cũng như là đặt rất là nhiều câu hỏi ở trên livestream á, thì chắc là em sẽ pick ra một số câu hỏi tụi em đã hỏi trước livestream và trong livestream để mình trả lời ngay cho nóng nha. Lúc nãy anh Trung có nhắc đến một cái đó là breeding, mình sẽ phối những con Axie, những con thú với nhau. Vậy thì có một bạn tên là Hian, bạn Hian này hỏi là việc breeding quá nhiều như vậy thì có gây ra tình trạng tràn lan XC và SPL, sorry SLP, và anh có dự định hạn chế nó không và hạn chế bằng cách nào ạ? À, em xin lỗi, em xin lỗi anh Trung, có thể nói to lên một chút được không? Bởi vì có một số bạn comment anh nói hơi nhỏ ấy. Ok. Chắc là đợi chút xíu để mình chỉnh lại cái mic, có thể do cái mic ấy, chứ mình chắc là mình đang nói cũng không nhỏ đâu. Đợi mình Em thì em nghe vẫn bình thường nhưng mà chắc các bạn nghe hơi nhỏ chút. chỉnh lại cái
chắc là do nói với Jenny, xong rồi hai người nói to quá. Đúng rồi, chắc tại Jenny với Jenny nói to ấy. Ok, mình chỉnh lại cái input volume một chút xíu. Chắc là bây giờ mọi người sẽ nghe to hơn, mặc dù là mình nói vẫn như vậy thôi. Thì về số lượng axi, thực ra cái số lượng axi á, nhiều hay ít mình thấy nó cũng tương đối. Nhiều là khi nào? Nhiều là khi mà cái, thực ra nó là cái bài toán cung cầu. Số lượng người mà cần có axi là bao nhiêu và số lượng axi có là bao nhiêu? Thì hiện giờ theo mình thấy á, là cung cầu nó vẫn ở mức cân bằng, tức là thậm chí là cái nhu cầu của mọi người á còn nhiều hơn, nên là axi thì đúng là đang tăng trưởng về số lượng, nhưng mà đồng thời ngay lập tức là cũng sẽ có những người có nhu cầu tương ứng. Tất nhiên về lâu về dài thì đến một lúc nào đấy thì cái quá trình này nó phải phải đạt được đến điểm cân bằng, thì nó sẽ được cân bằng bởi những thứ đó là gameplay. Trong quá trình mọi người chơi thì mọi người cần sử dụng những con Axie như thế nào, những con Axie khác thì lúc này sẽ được sử dụng ở những cái có thể là gameplay khác, ở những cái game khác. Cố gắng bọn mình cố gắng làm sao để mỗi con Axie đều có những cái mục đích sử dụng nhất định. Hiện giờ cái game lớn nhất đang được vận hành của Axie là Battle, thì cái mục đích của Axie chắc là nó sẽ tập trung vào việc chiến đấu nhiều hơn. Sau này khi mà có những game khác thì lúc này cái nhu cầu sử dụng, cái mục đích sử dụng thì nó sẽ rộng hơn nữa. Còn SLP thì sẽ đi kèm đi đi rất là mật thiết với cả số lượng Axie, nên là mình nghĩ là nó cũng đủ để giải thích cho cả Axie và SLP rồi. Em thì em thấy hình như là Axie mỗi mỗi con chứ chỉ có được breeding 7 lần là tối đa đúng không? Đúng rồi. Em có thấy mấy bạn em có theo dõi Twitter của Axie á, thì thấy mấy bạn comment rất là nhiều ở dưới là về cái scholarship gì á, thì anh có thể giải thích cho tụi em nghe về cái đó được không? Cụ thể cái scholarship là cái gì, mà nó có dành riêng cho thị trường Philippines không, hay là nó là global luôn? Cái này rất rất nhiều bạn hỏi luôn, không những là hỏi trên Twitter mà ở trên Telegram rất là nhiều bạn hỏi về cái scholarship này, và Việt Nam có thể có một cái học bổng hay scholarship như thế không? Mình nghĩ tiếng Anh thì là scholarship, dịch ra tiếng Việt lúc đầu mình nghe từ học bổng mình thấy cũng hơi hơi lạ, nhưng mà thì đặc điểm của một game như Axie, một game blockchain như Axie á, mọi người cần phải có một vài cái nhân vật ban đầu, một vài Axie ban đầu để chơi, và hiện giờ á, kể cả quá khứ lẫn lẫn nhất là thời điểm bây giờ, thì cái giá của một team Axie, tức là cái yêu cầu nhỏ nhất thì mọi người có thể chơi được á, thì cái giá để mua được một team Maxi hiện giờ đang là khá lớn rồi. Thì rõ ràng là có rất là nhiều người sẽ không thể nào mà bỏ ra được một cái số tiền lớn như vậy tại thời điểm bắt đầu để có đủ một team Maxi để chơi. Nhưng mà đồng thời á, lại có những người có nhiều Axi mà rõ ràng là họ không thể nào mà quản lý hết được. Thì cái này cũng rất là tình cờ thôi, như là mình chia sẻ lúc trước á, ở thị trường Philippines thì là cái sự xuất hiện của scholarship là đầu tiên, nên là nó cũng dẫn đến sự tăng trưởng sớm nhất và hiện giờ đang là lớn nhất tại thị trường Philippines. Thì có những người tạo lập ra những cái tổ chức như vậy, scholarship, lập ra những cái học bổng như vậy để coi như là tài trợ cho người chơi khác mà không có Axie có thể ngay lập tức là tiếp cận với trò chơi và chơi. Thì mình thấy cái đấy cũng khá là hay, cái đấy là một cái initiative, một cái initiative của cộng đồng mà lúc đầu thì không hoàn toàn không liên quan gì đến team Maxi cả. Mọi người rất là sáng tạo để tạo ra một cái mô hình như thế. Đúng. Ủa, là không liên quan gì đến, không không phải là chiến lược marketing của team mình hả? Không không. Vâng Mình nghĩ hả? là bất kỳ một cái blockchain project nào cũng thế, cái nhiệm vụ chính của team thì nên là tạo ra một cái sự khuyến khích, tạo ra incentive. Còn lại cái cách vận hành như thế nào ấy, thì nó sẽ healthy nhất khi mà được đặt ở trong tay của cộng đồng. Wow, hay ta, còn có những người họ sẵn sàng họ họ tặng học bổng cho người khác để chơi game luôn, khá là hay. Cái đó hoàn toàn là community based đó. Team mình không không có học bổng đâu nha mọi người. Em đang tính nói là có học bổng cho Việt Nam Ban không? đầu em tưởng là của team mình học bổng sponsor của từ team Axie, cho nên là em mới nói là ủa vậy Việt Nam có là một trong những nước target không, nhưng mà hoàn toàn không phải. Ok, giờ em mới hiểu.
Nhưng mà có vẻ là rất nhiều người đang hiểu là cái học bổng đó là của Axie đúng không? Cho nên là mới comment rất là nhiều trên Twitter của Axie là muốn có học bổng này kia đúng không ta? Có Chắc là thể thế đó. là như vậy, và cũng có thể là thực ra thì comment ở trên đó sẽ đem lại cho mọi người một cái exposure khá là lớn, có thể là người người khác sẽ nhìn thấy thế nào đấy. Nhưng mà theo những gì mình biết á, tại vì mọi người vẫn có nhiều người trong cộng đồng vận hành những cái học bổng như vậy, theo mình biết thì thường là mọi người không có tìm tìm scholar, tìm cái người nhận học bổng ở những cái nơi như vậy đâu. Thường bây giờ mọi người làm rất là chặt, thậm chí là còn yêu cầu cả CV luôn. Nên là Dạ nếu mà đúng spam vào những nguồn như thế thì mình nghĩ ít có khả năng đến được tay những người mà cung cấp học bổng. rồi. Nói chuyện xong cảm giác là Axie gọi là thành công trong 2 tháng vừa rồi là giống như kiểu là thiên thiên thời địa lợi nhân hòa luôn. Tất cả mọi thứ nó dồn lại một cùng một lúc luôn và tim bùng rất là nhanh trong 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 hai tháng vừa rồi, mặc dù là dịch ở Sài Gòn rất là nhiều và theo được biết thì team anh cũng phải làm online, nhưng mà khi mà grow nhanh như vậy, số lượng user tăng nhanh như vậy và cái volume của cái protocol cũng tăng nhanh như vậy thì team phải làm việc hơn rất là nhiều, và cả về truyền thông cũng như là về kỹ thuật, nhưng mà mọi người mặc dù làm online mọi người cũng rất là gọi là in time, mọi người làm rất là kịp thời và em cảm thấy rất là phục khả năng của team mình. Mình cũng thấy rất là may mắn khi mà có cái sự chuẩn bị rồi thì có coi như là một vài cái nói chung cũng một vài cái may mắn gọi là cần thiết thì nó tạo nên cái growth mà hiện giờ của XC. Em có một cái thắc mắc là lúc nãy anh Trung cũng có nhắc đến là khi mà mình muốn chơi game Axie chẳng hạn thì mình sẽ cần phải có một số vốn. Tức là ở đây nó cũng đặt ra một cái rào cản, đó là người chơi thì cần phải có vốn để tham gia. Vậy thì với những nơi không phải là Philippines, tức là sẽ không có những tổ chức cộng đồng tài trợ scholarship như thế. Thì đây cũng là một thắc mắc của một bạn để hỏi team Axie là hiếm có cơ hội được đặt câu hỏi cho CEO, cho nên bạn cũng muốn hỏi là những rào cản về vốn tham gia này hay là server nó lag gây trải nghiệm của người dùng không tốt, và thì team Axie đã giải quyết như thế nào, và bạn nó cũng muốn hỏi thêm là hiện tại thì anh có đối thủ cạnh tranh nào không? Chia nhỏ ra thì mình sẽ trả lời từng ý một nha. Về cái growth của XC, về cái áp lực lên server chẳng hạn. Thì thực ra dưới cương vị là người làm kỹ thuật, người làm công nghệ thì mà mình cũng đã có sự chuẩn bị từ trước, và tất nhiên đến khi mà cái sự growth nó ập đến thì áp lực khá là lớn. Mới giải quyết xong một vấn đề hôm nay, nhiều khi ngày mai ra được hai vấn đề mới rồi, cũng cũng khá là khó khăn cho team. Bọn mình vẫn đang cố gắng đuổi kịp làm sao để giải quyết được hết các vấn đề growth. Bọn mình chia ra có những cái bọn mình phải giải quyết cho cái ngắn hạn, cho cái thời điểm hiện tại, thì có những người chuyên đi giải quyết vấn đề như thế, và đằng sau đấy thì bọn mình vẫn để cái tài nguyên ra để xử lý những vấn đề mang tính chất dài hạn hơn, những cái thứ liên quan đến scaling nhưng mà để dành cho cái tương lai lớn hơn ở đằng sau nữa. Thì kết hợp cả hai cái đấy thì chắc là mới có thể giải quyết được cái bài toán làm sao growth lên mà vẫn xử lý được liên quan đến infrastructure, liên quan đến platform. Về cái ý đầu tiên là gì ta? Cái ý thứ ba là đối thủ cạnh tranh nhỉ? Đối thủ cạnh tranh nè, về server lag nè, rồi về phải có tiền mới tham gia được ý. Phải có tiền, phải có vốn mới tham gia được. Thì cái này liên quan đến hai lĩnh vực, liên quan đến cái nền kinh tế ở trong game và liên quan đến việc design cái game như thế nào. Nếu mà một người không cần thiết là phải bỏ vốn rồi khi mà vào chơi thì chắc chắn là cái gọi là cái earning capabilities nó sẽ không thể nào được như là người mà bỏ vốn. Nó sẽ có cái sự phân hóa nhất định. Mình thì mong muốn giải quyết cái bài toán này theo một cách khác, tức là giải quyết bằng cái hướng xử lý liên quan đến game design. Tức là nôm na thì có thể hiểu coi như là chia cái game thành thành hai phần. Một phần thì vẫn vận hành như là một game truyền thống, mọi người vẫn có thể download game từ App Store, từ Google Play, xong rồi bắt đầu chơi, làm quen với những cái khái niệm về game, làm quen với cách chơi của game.
Còn cái phần thứ hai là cái phần mà mọi người hiện giờ đang được thấy, tức là chơi game thì sẽ có phần thưởng, rồi thì có thể mua bán trao đổi qua lại được ở trên marketplace của Axie. Thì nó sẽ có hai phần như vậy. Và cái phần thứ nhất, cái phần game truyền thống á, thì sẽ để phục vụ cho việc là cho cái rất là nhiều đối tượng chơi game ở ngoài kia, làm sao để họ tiếp cận được với game mà không gặp phải bất kỳ một cái rào cản nào. Rồi sau đấy, khi mà họ đã hiểu rồi á, thì lúc đấy mới có khả năng đưa họ, biến họ thành cái người chơi mà quan tâm đến những cái yếu tố earnings hay là mua bán trao đổi. Thì đó là cái dự định mà hiện giờ bên mình đang đang phát triển. Còn về đối thủ cạnh tranh, cũng có thể nghĩ cái này, có thể thể nghĩ đến cái này theo nhiều hướng. Đối thủ cạnh tranh mà kiểu copy thì mình nghĩ bây giờ cũng bắt đầu nhiều rồi đó. Đã có rồi và trong tương lai mình nghĩ là sẽ còn có nhiều hơn nữa. Nhưng mà một trong những cái mà bọn mình phải bỏ nhiều công nhất trong quá trình xây dựng Anxi thì là làm cộng đồng, xây dựng một cái cộng đồng mà thực sự là passionate với Axie, với cái game của bọn mình. Thì cái này là một cái tốn rất là nhiều thời gian. Mọi người có thể copy được về mô hình, có thể copy được về gameplay nếu mà đủ thời gian, nhưng mà về 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 việc là xây dựng cộng đồng thì chắc là cái đấy sẽ không thể nào làm trong một sớm một chiều được. Còn có những team khác tiếp cận vấn đề theo 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 hướng khác, thì trên thị trường hiện giờ cũng có những cái team lớn. Mọi người thường hay nhắc đến dự án khác như là Sandbox, như là Decentraland, và một vài cái dự án khác như là đối thủ của Axie. Nhưng mà thực sự ở trong cái space thì mọi người quen nhau và cũng không thực sự là coi nhau như 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 đối thủ đâu. Tại vì cái đối tượng chơi game thì cũng khác nhau, cái dòng game thì cũng khác nhau. Game thủ mọi người, nếu mọi người là game thủ thì mọi người cũng biết là mỗi người sẽ có cái sở thích với những cái dòng game khác nhau, không phải lúc nào cũng cũng để vào chơi hết tất cả mọi thể loại được. Nên là có thể coi là đối thủ, có thể không, tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mọi người. Trong tương lai thì mình nghĩ là sẽ có nhiều team lớn hơn, có nhiều tài nguyên hơn, thậm chí là hiểu cách thức làm game, có nhiều kinh nghiệm với việc làm game hơn vào thị trường. Thì là lúc đấy chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều cái sản phẩm tốt hơn nữa. Em thấy cái hướng đi mà build cộng đồng rất là hay, bởi vì là cho dù là như anh nói là cho dù nếu mà ai đó có thể copy mô hình, nhưng mà cộng đồng thì một khi mà họ đã yêu mình rồi á thì họ sẽ bảo vệ mình. Và em thấy là rất là nhiều người họ kiểu có xăm hình con Axie trên cái lưng của mình Có luôn hả? rất là đam mê luôn. Và cái mà em rất là thích đó là mỗi lần mà em xem mấy cái post cũng như là em cũng có thử kiểu trải nghiệm game sơ sơ rồi, thật ra thì em không phải là ghê chơi kiểu chơi người hay chơi game, nhưng mà em cũng có trải nghiệm Axie rồi. Thì cái đồ họa cũng như là mấy cái con Axie rất là dễ thương, thì không biết là anh lấy cảm hứng từ đâu mà nó em vẫn cực em vẫn kỳ dễ thắc thương mắc đó luôn á. là Và mấy em vẫn thắc mắc là con gì vậy anh? cái này mình nhớ mình đã trả lời cho một cái phỏng vấn trước đây của Coi68. Lúc đấy thì người phỏng vấn là người khác, chắc là sẽ nhắc lại một chút xíu cho tất cả mọi người đều đều biết. Cảm hứng của Axie thì lấy cảm hứng từ những cái con vật trong tự nhiên, thì rất là nhiều con vật khác nhau. Một Axie thì được cấu thành từ từ 6 cái body part, từ 6 cái bộ phận cơ thể, cộng với cái thân nữa là 7. Thì trong cái design của những cái bộ phận đấy, mọi người sẽ tìm thấy đâu đó cái đặc điểm quen thuộc của rất là nhiều động vật xung quanh chúng ta. Con chó, con mèo, thằn lằn, tắc kè, tất cả đều có hết và phối hợp lại. Nhiều khi thành một con Axie mà nhìn nó cũng chẳng giống ai, nhưng mà lại có cái sự quen thuộc. Xuất phát từ cái điều đấy, tại vì hai người đầu tiên tạo ra game Axie ấy, là mình và anh Tú, thì hai người đều rất là thích động vật, thích tất cả động vật nói chung luôn. Và ý tưởng nó cũng tình cờ nó đến từ cái việc là có những con thú nuôi ở xung quanh, thì mình học từ từ những con thú nuôi đấy. Con Axie đầu tiên thì lấy ý tưởng từ một con kỳ nhông Mexico, con Axie số 1. Thì nếu mọi người mà biết cái con đó thì sẽ thấy cực kỳ quen thuộc.
thì bọn mình cũng có ảnh hưởng một chút xíu từ những cái nền văn hóa khác nhau, như văn hóa Nhật Bản chẳng hạn, thì tất cả những cái ý tưởng đấy nó được mix lại và nó tạo ra cái niềm cảm hứng cho việc là sáng tạo lên Axie. Em có thắc mắc là con Axie số 1 giờ ai đang sở hữu nó vậy anh? Con Axie số 1 hiện giờ là công ty đang sở hữu. Đó giờ bọn mình vẫn giữ nó là thực ra những cái artwork các thứ thì có nhiều rồi. Nhưng mà còn gọi là on-chain data, cái dữ liệu ấy, thì hiện giờ nó vẫn đang là trứng và chưa được nở. Em thấy có một bạn tên là anh Khoa Trần có hỏi hỏi ba câu, nhưng mà em sẽ chọn ra một cái câu em cũng rất là tâm huyết, đó là play to earn là slogan của Axie Infinity. Vậy đánh giá vậy anh đánh giá là earn hay là fun mới là yếu tố thu hút của Axie Infinity, và nếu như tập trung vào earn thì liệu Axie có giống như là một Ponzi game không, kiểu giống như là nếu mà earn thì là người này kiểu đưa tiền cho người kia, và theo như anh thấy thì ví dụ như là nếu mà là game truyền thống thì nó sẽ có những yếu tố tương tác với dòng tiền từ bên ngoài, ví dụ như là advertiser hay là sponsor, thì hiện tại là Axie là đã có kế hoạch để có những cái sự tương tác với bên ngoài đó chưa, và làm thế nào để hiểu rằng là Axie không phải là chỉ tập trung vào earn và là không phải là Ponzi game vậy đó. Thứ nhất là mình sửa lại một chút xíu. Play to earn không phải là slogan của Axie. Cái đấy là một cái có thể coi như là một cái movement, một cái sự thay đổi trong cái việc làm ra game của cả cái space, cả cái không gian, cả cái ngành, chứ không phải chỉ có mỗi Axie không. Bọn mình tạo ra hoặc là góp phần tạo ra cái movement đấy, chứ bọn mình không coi cái đấy như là slogan. Về làm game thì cái điểm cao nhất của game á, lúc nào nó cũng phải phải vui. Vui sẽ là cái mà nhắm đến cao nhất của một game, bắt buộc một game sẽ cần phải phải vui mới được. Còn earn thì lúc này á nó sẽ như là một cái điểm cộng khác cho mọi người trong quá trình chơi game. Còn nhờ cái phần đằng sau, nếu mà có thể giải thích rõ hơn cho mọi người về cái việc là Axie là fun là yếu tố cao hơn hay là earn là yếu tố cao hơn, có thể do thời điểm gần đây á, Axie growth nên nhiều, nhưng mà nên là mọi người không có biết đến cái quãng đường phía trước của Axie, mọi thứ nó diễn ra như thế nào. Nhưng mà nếu mọi người tìm lại á, mọi người sẽ thấy á, từ khi mà tất cả những cái chỉ số của Axie còn rất là nhỏ, cái số lượng người chơi chưa được nhiều như bây giờ á, thì bọn mình cực kỳ chú trọng đến yếu tố là chơi game và vui. Bọn mình chạy cái season, cái ladder season, đại khái là một cái mùa giải ở trong game ấy, đến bây giờ đã được rất là nhiều mùa giải rồi, và luôn luôn có những cái team hoạt động theo hướng esports, cạnh tranh nhau lấy những cái vị trí đầu tiên ở trên ladder để mà chứng tỏ bản thân, để mà nhận được cái thứ hạng cao ở trên cái bảng xếp hạng. Rồi thì bọn mình có những cái tournament, những cái giải đấu, rồi thì có những người livestream lại, có rất là nhiều người xem mọi người xem thực sự là cái người chơi giỏi nhất thì họ dùng Axie gì, họ kết hợp ra làm sao, họ combo ra làm sao để mà giành được chiến thắng. Thì trước khi mà mọi người đến cái thời điểm growth như thế này ấy, thì Axie là một cộng đồng mà mọi người chơi game cực kỳ yêu thích, đam mê game. Thế ra gần đây thì tất nhiên là mọi người chú trọng đến yếu tố earn nhiều hơn, nhưng mà nó như mình nói ấy, nó là một cái yếu tố cộng thêm, chứ còn bảo là cái mà siêu tập trung của team Axie thì không phải. Team Axie đúng là muốn tạo ra một cái mô hình game mới, nhưng mà đồng thời cũng phải là những cái game mà hay thì mới được. Không thể nào mà tạo ra một cái game linh tinh xong rồi tập trung chính cho mọi người vào việc kiếm tiền. Còn giờ cái Ponzi, định nghĩa về Ponzi, mình thấy mọi người có vẻ rất là tập trung vào cái định nghĩa đấy. Thỉnh thoảng lại có thấy mọi người có thể là đặt câu hỏi, có thể là nói xấu một chút xíu gì đấy về cái việc là Axie có phải là một cái mô hình Ponzi hay không, người đằng sau trả tiền cho người đằng trước kiểu như vậy. Thì như mình vừa nãy nói về quãng thời gian trước khi mà growth của Axie ấy, rồi thì bây giờ khi mà Axie growth thì rõ ràng là cái thị trường
Axie là tham gia, mọi người tham gia vào Axie là tham gia một cái thị trường mở, thì rõ ràng đấy là cái điều mà thị trường quyết định, và mình không có chủ động tạo ra một cái gì mà như kiểu là hút theo một cái mô hình kim tự tháp hay bất kỳ cái gì cả. Cái công việc của bọn mình á là tạo ra một cái game phải hay, và trong đấy có những cái sự khuyến khích nhất định cho mọi người khi mà chơi game. Còn nếu mà nói về về yếu tố kỹ thuật á, yếu tố thực sự là sâu đằng sau, thì để mà cái mô hình mà cân bằng á, tất nhiên là phải có những cái nguồn thu khác để mà đưa vào trong cái ecosystem, thay vì là chỉ có mỗi nguồn thu đến từ việc là có người chơi mới mua Axie. Thì những cái nguồn thu khác đấy á, thậm chí là trước đây bọn mình cũng đã thử nghiệm và đã có những cái kết quả nhất định. Nếu mà mọi người tham gia những cái mùa giải trước của Axie á, sẽ thấy phần thưởng đến từ tài trợ của rất là nhiều team khác. Thì nguồn tài trợ này cũng cũng là một trong những cái có thể coi như là cái giá trị để đặt thêm, để đưa thêm vào trong cái ecosystem. Và mình đã từng có phần thưởng từ từ Kyber, mình đã từng có phần thưởng là DAI từ MakerDAO, rồi thì đã từng có phần thưởng từ AVE và nhiều một vài team khác. Rồi thì thực ra cái mô hình, những cái mô hình kinh doanh khác, những cái cách mà đẩy thêm giá trị khác vào trong cái ecosystem ấy, còn có thể có rất là nhiều. Hiện giờ nếu mà mọi người thực sự nhìn nhận lại công bằng hơn với XC, có XC như là một cái sản phẩm đang phát triển, thì chúng ta đang ở cái giai đoạn là growth, đang 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 muốn có thêm nhiều người chơi hơn, thì rõ ràng cái sự khuyến khích nó phải đủ tốt. Còn khi mà mọi thứ đã ổn định rồi á, khi mà mọi thứ ổn định hơn á, thì lúc đấy chắc là mọi người sẽ nhìn thấy có nhiều cái sự thay đổi của Axie hơn. Và làm sao để vận hành nó ổn định hơn nữa. Yeah, nói chung là cũng dễ hiểu vì mình grow nhanh quá thì nhiều khi cũng có nhiều cái nguồn ý kiến trái chiều bàn về một cái chủ đề, và có những người thì họ sẽ nhìn vào những cái thứ mà Axie đã làm được, và có những người thì họ lại nghi vấn về cái tiền ở đâu ra rồi này kia, thì đó là một cái điều khó tránh, nhưng mà quan trọng là mình vẫn keep building, đúng không anh? Kể cả là trong khi mà làm startup, mọi người cũng thấy là tại cái thời điểm ban đầu á, khi mà đã hoàn thiện xong sản phẩm rồi, khi mà đã có product market fit rồi, bắt đầu ra thị trường, thì rõ ràng lúc đấy á, phần nhiều cái kịch bản á, sẽ là đổ chi phí rất là lớn vào user acquisition để mà có thêm user. Tại vì rõ ràng đến một lúc nào đấy, khi mà đạt được cái con số nhất định về số lượng user, thì lúc đấy họ sẽ lại tối ưu hơn về về cái mô hình kinh doanh, tối ưu hơn về 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 con số, thì nó là chuyện rất là bình thường của việc là build một cái business, build một cái startup thôi. Thì Axie, mặc dù mọi người có thể là cách nhìn của mọi người bình thường với một cái blockchain project, thì nó nhanh hơn, nó vội hơn, nhưng mà đằng sau đấy nó vẫn là một cái business bền vững, nó vẫn là một cái công ty, vẫn là một cái startup. Thì luôn luôn có những cái quy trình, luôn luôn có những cái stage, những cái bước khác nhau của việc xây dựng một cái công ty, một cái business như vậy. Bạn bạn gì đây ta? Bạn Phạm Minh Khôi nói là anh đang ở Việt Nam hay nước ngoài vậy anh? Idol. Bạn anh có thêm fan rồi. Như em biết thì cũng cũng bạn An Nguyễn cũng có hỏi là lộ trình sắp tới, thì như theo như em biết thì Axie cũng mới hoàn thành một vòng gọi vốn hình như là hồi tháng 5 đúng không anh? Thì chắc chắn là sau khi gọi vốn, ngoài scale team thì có những cái sự improvement và về plan, improvement về product á, thì không biết là trong anh có thể chia sẻ một chút về cái kế hoạch sắp tới không anh? Cái kế hoạch sắp tới, kế hoạch gần đây nhất, kế hoạch kế tiếp đây nhất sẽ là cái bọn mình sẽ release cái staking dashboard, tức là cho phép mọi người stake token access và nhận được phần thưởng từ cái việc stake đấy, đến từ cái treasury, đến từ những cái revenue, những cái doanh thu trong cái ecosystem của Axie. Thì đấy là cái gần nhất. Song song với đấy, tất nhiên là vẫn vẫn có những thứ mà bọn mình đang phải cải thiện, bọn mình phải phát triển thêm, bao gồm cả Ronin, bao gồm cả
Block Explorer cho Ronin bao gồm cả việc tối ưu hơn ví của Ronin, rồi thì cái distribution platform Mavis Hub hiện giờ của Axie chỉ dành cho game Axie tại thời điểm hiện tại, nhưng mà sẽ mở rộng hơn nữa trong tương lai. Thì song song với đấy, song song với một cái mới và Sticking Dashboard thì bọn mình vẫn phải duy trì những cái thứ hiện tại như vậy. Xa hơn nữa thì đến thời điểm chắc là vào khoảng cuối năm nay đầu năm sau thì bọn mình sẽ đưa game Maxi, game hiện tại, game game Battle lên trên App Store và Google Play. Thì hiện giờ bọn mình đang làm việc trên trên coi như là version 2 của game Battle, cái game mà hiện giờ mọi người đang chơi ấy, là version 1. Thì giờ thời điểm sẽ là khoảng tầm cuối năm nay đầu năm sau. Thực ra thì bọn mình đã thử nghiệm rồi, thậm chí là thử nghiệm cách đây một khoảng thời gian rồi cho một cái một đối tượng người dùng nhỏ hơn để mà chơi và trải nghiệm cái game Battle mới. Vậy thì ngoài kế hoạch là ra mắt Second Dashboard cũng như là đưa Axie lên App Store và Google Play á, thì cho em hỏi thắc mắc thêm một chút nữa là ngoài Axie ra thì team Sky Mavis của mình có đang build thêm một game nào khác không ạ? Có thể là không phải từ giờ đến cuối năm, nhưng mà chập tầm nhìn 3-4 năm nữa thì mình có ý định này không ạ? Để trả lời câu hỏi này thì mình sẽ giải thích hơn kỹ hơn một chút xíu về Axie. Axie là nhân vật đúng không? Những con nhân vật tên là Axie, những con thú tên là Axie. Và đồng thời nó cũng là IP, nó cũng là sở hữu trí tuệ. Và hiện giờ thì bọn mình đang tuân theo cái mô hình đấy là sử dụng một IP nhưng mà build rất là nhiều game. Như vừa nãy khi mình dùng từ cái game hiện tại ấy, cái game hiện giờ đang đang là lớn nhất của Axie ấy, là game Battle ấy, thì bọn mình có một vài game nữa đang trong quá trình xây dựng. Có một game liên quan đến LAN, chơi cùng với Axie và LAN, thì cũng là đang trong quá trình xây dựng, là cái game lớn thứ hai của Axie. Và song song với đấy là một vài game nhưng mà có cái độ lớn nhỏ hơn. Thì đấy là những thứ mà bọn mình đang xây dựng. Trong tương lai có thể bọn mình sẽ có những IP khác ngoài Axie, nhưng mà tại thời điểm hiện giờ thì bọn mình đang tập trung chính vào duy nhất một IP, đấy là Axie, và xây dựng nhiều game xoay xung quanh cái IP này. Dạ, cảm ơn anh. Theo em nghĩ là những cái game sau như là game LAN hoặc là những game khác thì nó cũng bổ sung cho hệ sinh thái của Axie đúng không ạ? Tức là ví dụ những nhật vật phẩm hay là những cái con thú gì đó nó sẽ liên quan đến nhau trong những cái game, nó không phải là một cái game độc lập đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Thì khi mà nói đến blockchain, khi mà nói đến blockchain project thì mọi người sẽ thấy là để mà xây dựng thêm nhiều hơn nữa cái ecosystem, rồi thì những cái giá trị ở trong ecosystem, mọi thứ tốt nhất nên có liên quan đến nhau, link với nhau và bổ sung giá trị cho nhau, thì chắc chắn là sẽ phải xây dựng theo hướng kết hợp và tận dụng như vậy, thay vì là mỗi lần thì mình lại có một cái game mới không liên quan gì nhau thì nó giống như là bỏ qua tất cả giá trị mà đã xây dựng từ trước đấy để lại xây dựng một cái mới hoàn toàn. Thì cái đấy mình nghĩ là ở bên ngoài những cái mô hình truyền thống khác thì có thể nó hợp lý, nhưng mà trong thế giới blockchain thì nó không hợp lý. Rõ ràng là phải bỏ công vào và xây dựng đủ cái giá trị cho một cái hệ sinh thái thì mới được. Dạ, cho em cảm ơn câu trả lời của anh. Cho em nhắc các bạn một chút, ở bên Facebook là hiện tại là đang có 670 bạn đang xem, thì nếu như mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào dành cho anh Trung là CEO và co-founder của Axie Infinity thì các bạn cứ thoải mái bình luận ở bên dưới. Bởi vì hiện tại thì tụi mình cũng đã livestream được 1 tiếng 10 phút rồi, cho nên là sẽ wrap up livestream trong vòng 5 đến 10 phút nữa thôi. Cho nên là đây cũng là một cơ hội khá là hiếm hoi để mọi người có thể nói chuyện trực tiếp với lại CEO và co-founder một dự án rất là lớn và rất là chất trong thời gian gần đây. Thì các bạn hãy cứ thoải mái comment câu hỏi và mình sẽ có đội ngũ để collect câu hỏi của các bạn ha. Ok, em chỉ lưu ý như vậy thôi, mọi người có thể tiếp tục ha. Lưu ý nữa là trong comment hình như có một vài cái fanpage giả nó kêu gọi mọi người gửi ETH á, thì mọi người lưu ý nha, nhiều cái fanpage nó duplicate Coin68 á và nó ăn mừng gì đó rồi kêu mọi người gửi ETH, thì đó là scam nha mọi người. Mọi người lưu ý đừng có gửi ETH nha.
Có một bạn hỏi, bạn tên là Trung Quân 79, bạn hỏi là bạn không có thời gian chơi game nhưng mà bạn rất là thích Axie, bạn là fan cứng của Axie luôn. Cho bạn hỏi là ngoài việc mua và hold token, ví dụ như mua AXS hay là mua SLB ra, thì còn cách nào khác nữa để bạn tham gia vào hệ sinh thái của Axie không anh? Thời gian thì chắc là bắt buộc rồi, dù ít dù nhiều chắc là phải có thời gian thì mình mới làm được cái gì đấy. Còn có những cách tham gia mà tốn ít thời gian hơn, mọi người có thể tự chạy team scholarship của riêng mình. Theo mình biết là hiện giờ ở Việt Nam cũng có nhiều người bắt đầu build cái team scholarship rồi, thì cũng là một cách giống như là vận hành một cái team, rồi thì chia sẻ doanh thu của người chơi và cái người người sở hữu team Maxi, thì đấy cũng là một cách để có thể tham gia vào mà không phải tốn quá nhiều thời gian, còn tất nhiên là vẫn phải tốn thời gian. Em nghĩ là cái gì cũng vậy thôi, là mình cũng phải bỏ thời gian và công sức cũng như là kiến thức mà mình trước khi mình bắt đầu hoặc là mình join vào một cái gì đó, thì mình cũng nên bỏ thời gian để mình tìm hiểu về, chứ không kiểu em cũng không thích những cái mà mình không bỏ thời gian, mình không có kiến thức mà mình cứ vô tội vạ mình đắp tiền vào xong rồi mình chẳng biết nó là cái gì hết, mình cứ giao Không, tiền vào không làm vẫn có ăn cho à. Đó, nếu mọi người có tiền thì muốn không làm gì thì có thể gửi ngân hàng, mình thấy cũng ok mà. em có tải được game Maxi mà công nhận là học chơi game Maxi nó cũng không có dễ đó. Và đối với một người mà kiểu quen dùng tương tác với ví này kia trong crypto á, là học cái đó là mấy cái đó là quen rồi, nhưng mà để học cái concept của game á đã khó rồi. Và đối với những người mà nên crypto luôn, họ học chơi game xong họ học chơi những cái họ học dùng những cái ví này kia trong crypto, họ phân biệt bridge này kia, thì nó cũng là một cái rất là tốn thời gian, và cũng như là kiểu nếu mà không có hướng dẫn cụ thể thì họ cũng không biết làm sao á. Thì không biết là hiện tại anh có cái tutorial gì có sẵn trên 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 Axie cho anh, kiểu giống như là hướng dẫn người chơi từ đầu á, một cách họ họ onboard một cách dễ hơn. Có, nếu mà mọi người có thể đọc được tiếng Anh thì thực ra là có rất là nhiều tài liệu mọi người có thể bắt đầu với game. Thì nếu mọi người join cái Discord server của Axie, ngay lúc mà mọi người join vào xong xác nhận xong thì sẽ thấy được những cái tài liệu như thế. Thì đấy là cái cách dễ dàng nhất để mọi người tìm tất cả những cái thứ mà liên quan đến đến bắt đầu với Axie. Còn theo mình thấy á, cái cách mà nó coi như là dễ dàng hơn, dân gian hơn, mặc dù là cái quy trình rất là khó, nhưng mà nếu mà có ai đó chỉ dẫn thì cũng cũng khá là tốt. Nhưng mà cái này thì dễ gặp phải vấn đề liên quan đến tin tưởng. Nếu mà thường là kiểu, thậm chí mình cũng từng nghe đến nhiều cái trường hợp là kể cả là bạn bè rồi nhưng mà cuối cùng vẫn vẫn xảy ra lừa đảo hay cái gì đó ở trong đấy. Thì có thể là tìm hiểu thông tin từ những nguồn mà từ những người mà mình có thể để tin tưởng, và sau đấy thì mình trải qua cái điểm bắt đầu có thể hơi khó khăn một chút xíu, nhưng mà lúc đấy thì mình sẽ tự tin hơn đối với cả những cái hành động của mình. Còn nói ngắn gọn lại thì mọi người join vào cái Discord server của Axie, thì trên đấy sẽ có rất là nhiều cái link, những cái tài nguyên mà đã được chọn lọc để mọi người xem và tìm hiểu. Em thấy rất là nhiều câu hỏi luôn á, đa phần là khi nào hết lag khi nào nâng cấp xong thì hết lag thôi. Anh co-founder chuẩn bị cho khoảng 10 triệu người chơi đi ạ, chứ hơi bị lag rồi, rất là nhiều bạn hỏi vấn đề đó. Bên Discord của mình có tiếng Việt hỗ trợ luôn đúng không anh? Trên Discord của mình có cộng đồng người Việt ở trên này, thì rất là mời, cũng có thể hỏi hỏi nhau ở trên này. Ok. Ok, Jenny biết là có rất là nhiều bạn muốn đặt thêm nhiều câu hỏi nữa cho anh Trung, nhưng mà thời gian chương trình có hạn, cho nên là tất cả những cái câu hỏi nào mà nó liên quan đến Axie cũng như là nó dễ trả lời cho anh Trung thì Jenny đã hỏi hết rồi. Còn những câu hỏi nào mà khó quá hoặc là các bạn hỏi những câu chung chung quá, ví dụ như khi nào giá AXS, ATH cả như thế, thì Jenny xin phép là mình sẽ pass qua ha. Còn những câu hỏi khác
Về Axie thì các bạn hoàn toàn có thể lên group Discord của Axie Infinity. Trong đó như anh Trung đã confirm là có group người Việt, tiếng Việt, để các bạn không, bạn nào mà không giỏi tiếng Anh thì chúng ta có thể hỏi đáp bằng tiếng Việt ở trên đó. Ok, trước khi kết thúc livestream thì anh Trung có muốn nhắn gửi gì đến cho tất cả các bạn đang xem livestream không ạ? Thế thì mình rất là cảm ơn COI68 và Kairos Ventures đã tổ chức cái buổi ngày hôm nay, thì mình có dịp chia sẻ với tất cả mọi người những cái suy nghĩ, những cái dự định, những cái khó khăn của Axie trong quá khứ, bây giờ và cả trong tương lai nữa. Cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian để mà xem và đồng thời rất là quan tâm đến Axie. Từ mình biết là có nhiều người Việt Nam quan tâm đến Axie từ ngày đầu tiên luôn đến tận bây giờ, thì đó là một điều rất là đáng quý và bọn mình cực kỳ trân trọng. Cảm ơn tất cả mọi người. Dạ, và em cũng thay mặt COI68 và Kairos Ventures cảm ơn anh Trung đã dành thời gian tham gia buổi livestream ngày hôm nay, cũng như là tính giờ là cũng gần 700 bạn vẫn đang xem livestream. Cảm ơn tất cả các bạn rất rất nhiều khi các bạn đã dành một buổi tối ra để nghe tụi mình, anh Trung và Zen ngồi nói chuyện với nhau. Rất là cảm ơn thời gian của các bạn ha. Ngoài ra thì nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi nào dành cho Kairos và COI68 về có thể là về NFT, các bạn muốn discuss thêm về NFT trending, về game, về blockchain, DeFi, tất cả mọi thứ, thì tụi mình đã ghi một cái bình luận ở trên phần comment đó, là group tên là group FOMO Sapiens, thì các bạn có thể vào đó, nơi tụi mình có những người có thể chia sẻ và thảo luận cùng với các bạn về tất cả các vấn đề hiện tại trong crypto. Và tụi mình cũng có một cái group nữa liên quan đến trading. Bạn nào mà thích chơi Signal Futures thì các bạn có thể lên trading. Đó là group 68 Trading ha. Tụi mình cũng có comment ở bên đó. Rồi, ở trên co68.com, co68.com tụi mình cũng có một bài phỏng vấn trước đây, thì tụi em cũng đã phỏng vấn anh Trung về Axie Infinity rồi. Em không nhớ không lầm thì là tháng 10 năm 2020, thì các bạn có thể xem cái bài phỏng vấn đó ở trên trang co68.com, cũng như là có bài viết NFT là gì, Axie Infinity là gì, hướng dẫn tất cả mọi thứ. Các bạn có thể lên co68 xem, hoặc là có thể lên chính thức Axie để xem. Còn bạn nào quan tâm và bạn nào muốn chơi game thì chúng ta hãy lên Axie Infinity để tải game về cũng như là tự tìm hiểu cho mình nha. Bởi vì theo Jenny nghĩ thì các bạn muốn muốn ăn thì lăn vào bếp, tức là muốn chơi, muốn kiếm tiền, muốn trải nghiệm thì hãy tự tự download game và tự trải nghiệm cho bản thân mình. Đó là cái trải nghiệm tốt nhất, mình nghĩ như thế. Còn okay. Có bạn hỏi là anh Trung cho em hỏi bạn Jenny cộng độc thân không? Thì cũng vào trong group COI68 luôn nha, sẽ có Jenny ở đấy mà, để chat đi em với Jenny. Rồi cảm ơn tất cả mọi người ngày hôm nay đã tham gia nha. Dạ em cảm ơn anh Trung. Ok rồi, trên COI68 sẽ có một bài recap bằng tiếng Việt trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Bạn nào muốn xem lại, muốn coi lại thì các bạn có thể để đến ngày mai tụi mình sẽ đăng bài trên COI68 ha. Em sẽ gửi bài cho anh Trung luôn. Video này cảm ơn được anh. Post lên COI68 TV đúng không? Đúng rồi, cũng được post lên COI68 TV và YouTube ha. Ok, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn anh Trung. Dạ gần đây anh Trung rất là kín lịch luôn. Em thấy phỏng vấn mời anh Trung rất rất nhiều, mà ngày hôm nay anh Trung có thời gian để ngồi với tụi em là tụi em rất là cảm ơn anh Trung. Dạ, hình như okay. hai hôm tới là mình sẽ gặp Zen lại. Ok, ok, vậy hôm đó mình chém gió thêm anh ha. Rồi hôm nay cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn anh. Mọi người cũng ở nhà an toàn tránh dịch nha. Ok, bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người. Yeah, bye bye mọi người.